Ngày mới mình chung chị ai sẽ bắt xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình lại tiếp tục săn ong các bạn ơi. Này mình săn ong khu vực núi này. Đây mình đã lên đến chân núi rồi, lên được một khúc rồi các bạn ơi. Đấy, trời bây giờ khá là nắng này. Mình lên đây thì mình cũng phát hiện được một tổ ong ruồi nhé. Tổ này thì cũng khá là to các bạn ơi, cũng nằm ngay sát đất luôn. Rồi các bạn theo chân chúng mình hai vào bắt luôn nhé. Này, này về săn ong khu vực triền núi các bạn ơi. Đó, lên trên đây đây. Leo núi thì cũng khá là mệt đấy. Các bạn ơi, chúng mình hai lấy đồ ra bắt tổ ong rồi nhé. Tổ ong mình thấy trong rừng này, một cây này. Trời, nằm sát đất luôn các bạn ơi. Cục mật, trời ơi, cục mật này. Nhìn cái cục mật này. Phải nói là rất tuyệt vời nhé. Tổ này nó ở đây lâu lắm rồi các bạn ơi. Tổ chạm đất luôn mà. Mật rất kia to nha. Ô già luôn rồi. Tuổi già luôn rồi, các bạn ơi. Ong ruồi nằm sát đất luôn à. Bánh tầng chạm đất luôn à. Tổ này gần muốn bỏ rồi. Ôi trời, chạm đất luôn rồi các bạn ơi. Ôi cây gãy rồi. Ai xe. Ôi mắc cái dây nữa sao trời. Già, già quá già luôn. À, ong, già nhưng mà mật còn khá là nhiều nhé. Còn nguyên cung mật các bạn ơi. Đó là tổ này. Đây là quá lâu rồi. À.
trời cái bánh này. Ôi trời, không còn con nhộng nào các bạn ơi. Sạch xanh xanh luôn. Còn mỗi cung mật thôi. Tổ ong ruồi khổng lồ các bạn ơi. Tổ ong ruồi khổng lồ, không có một con nhộng nha. Gặp tổ ong ruồi này là khá là VIP nha. Nhộng nở hết trơn rồi. Không có một con nhộng nào. Rồi mình lấy mật rồi tiếp tục săn ong các bạn ơi. Đây các bạn ơi, trong này mình phát hiện một tổ ong ruồi nhá. Mà lưới dưới lùm trà điều này. Tổ này mặt căng đét luôn. Căng đét luôn các bạn ơi. Trời, 100 voi. Bầy này là ở lâu rồi nhá, chứ không phải ong mới các bạn ơi. Nếu mà ong mới là phấn nhiều lắm. Tổ này mật nó chám không được chân luôn. Mật thì thôi ạ. Còn gì để nói các bạn ơi. Cục mật đá các bạn ơi. Rồi các bạn ơi. À phê. Này mật khá là đẹp rồi các bạn ơi. Nằm ngay sát mặt đất luôn. Trên cây quá trời luôn. Ôi nó nặng. Nặng các bạn ơi. Ôi trời. Nó cái điểu khô á, khá là cứng nha. Ây à, trời các bạn ơi, cây nó cứng quá. Mắc dây, mắc dây, mắc dây, mắc dây. Hàng ra lò các bạn ơi. Cùng mặt trời ơi.
Tuyệt vời các bạn ơi. Mật này chấm voi tận chân luôn rồi. Phấn thì nó cũng vẫn còn các bạn ơi. Nặng lắm, nếu mà mình ấy mạnh là nó đứt bánh, đứt cục mật xuống luôn á. Wow. Trời ơi trời. Mật chám voi, trời ơi, các bạn ơi, thêm tuyệt vời à. Vừa chấm voi khẳng đét luôn. Rồi, mình lấy mật rồi lại tiếp tục tìm kiếm ong nhé. Các bạn theo chân chúng trên hai đi kiếm ong dưới nhé. Đây các bạn ơi, mình phát hiện tổ này. Trời, hàng khủng các bạn ơi. Chấm voi. Yeah. Chấm voi các bạn này, tuyệt vời nhé. Ôi gãy, trời ơi gãy mật rồi các bạn ạ. Làm này thì chịu chết rồi. Làm dính ngoài cây thế. Ôi xưa, mệt. Cây mất đi một nửa. Để cho nó ăn các bạn. Ôi xưa. Tổ khủng à. Ôi, khá là tuyệt vời các bạn ạ. Rồi, mình lấy mật nhé. Giờ nó cũng không còn sớm rồi các bạn ạ. Tranh thủ lấy ong xuống núi rồi. Đây các bạn ơi, trong này mình phát hiện được một tổ ong ruồi khổng lồ nhé. Mình đứng xa mình nhìn thêm giật mình luôn này. Tổ ong phải nói là quá khủng khiếp luôn ạ. Nằm ở cái lùm cây đây. Trời ơi các bạn ơi, ong ruồi nói là
Phải nói là thật thật bất ngờ với chung trình hai nhìn thấy nó. Ui, cái ong. Nó lồ các bạn ơi. Tổ này nửa lít rồi. Đấy, hàng khủng các bạn ơi. Quay cho các bạn xem tổ ong ruồi chung thứ hai này. Trời ơi, mặt cho các bạn ơi. Bơm ra tận kia luôn. Trời ơi, phải nói là VIP vừa giờ rồi. Tụng hàng này đi đâu có biết mệt các bạn ơi. Phải nói luôn là tổ ong này giá chiến thật. Nhìn mà thấy giật mình luôn mà. Tổ ong ruồi khủng phải nói là hết biết nói luôn các bạn ạ. Tổ này mình đoán là phải hai sĩ mật. Lồ đầu này, đầu này. Đầu mật các bạn ạ. Chờ cái khủng mật trên này. Tiếp vừa đổ quá đi. Không thể nào chê vào tổ ong ruồi các bạn này. Tổ này phải nó đóng khá là cao các bạn ạ. Nằm trên đỉnh núi đó. Ủa, nó nằm cái cây gì mà chắc chứ ấy. Yeah. Ôi dồi, nó đứt các bạn ơi. Đó. Ôi dồi, tụi ông, tụi ông. Ôi trời, nặng quá, nặng quá. Ô, tổ ong ruồi. Khổng lồ, khổng lồ, khổng lồ. Khổng lồ quá, khổng lồ đó nè. VIP nhá. Tổ ong phải là VIP luôn. Đồ này không biết. Không biết là tổ cái tổ ong ruồi này không biết lấy mật nó vào cái kiểu gì đó các bạn ạ. To quá mà. Ui dồi. Ui dồi, nó to quá mà. Không biết cái bịch nào cho vừa đây. Trời ơi, tụi này đúng đồng quần ghê. Trời,
quân là quân. Trời, cái bánh này à, bánh to các bạn ạ. Tí nữa mình lên mình gác lại cho nó. Và bơm bơm vào ra bắn luôn rồi này. Trời ơi, cũng mật. Mật này không phải chê đâu rồi. Wow, là phải nói là tổ mật giá chiến thật. Rồi, mình lấy mật rồi các bạn ơi. Tranh thủ tìm lát nữa xuống núi. Giờ này thì cũng chết rồi. Bữa nay đi có nửa buổi chiều à, nên thời gian mình đi không được có được nhiều. Lên đây thì cũng gặp toàn hàng khủng, phải nói là tuyệt vời. À, mình lấy mật nhé, rồi các bạn cùng chung 92 đi một xíu nữa, nếu có thì mình bắt quay tiếp nhé, còn không thì mình xuống núi các bạn ạ. Rồi các bạn ơi, giờ mình tìm cũng không thấy rồi, giờ chiều rồi, mặt trời xuống rồi, mình tranh thủ xuống núi rồi. Đây mình tìm một cái chỗ nào rồi. Nó bằng bằng mình quay cho các bạn xem thành quả chung 92 nhé. Nói chung là ngày hôm nay đi khá là tuyệt vời, gặp cũng toàn hàng khủng các bạn ạ. Đây, tìm cái chỗ này đi, quay cho các bạn xem thành quả chung 92 xem bắt nha. Ôi, mệt rồi các bạn ơi, giờ nó cũng chiều rồi. Quay cho các bạn xem thành quả chung 92 nhé. Ngày hôm nay các bạn ơi. Wow. Hôm nay này, cái tổ khổng lồ này, mình cho vào, mình cắt làm đôi cho vào đây rồi. Bịch này, cái này chắc cũng gần nửa lít. Tổ này chắc là gần nửa lít đấy các bạn ơi. Hàng khủng không ạ? Này đi trên núi hàng khủng các bạn. Rồi, hàng khủng này. Ôi. Đây gặp hàng khủng này. Hàng khủng đó các bạn ạ. Để nó cũng bể hết rồi. Tí về tối mình vắt ra. Đó, hàng khủng. Đây, đây là siêu mini này. Siêu mini các bạn ạ. Đây này. Ai. Đây tổ này cũng khổng lồ các bạn này. Đấy, đây là thành quả chung 92 bắt ngày buổi chiều nay nhé các bạn. Tính ra được 5 tổ. 5 tổ. Một tổ nhỏ các bạn ơi. Cái tổ nhỏ này mình không có quay này. Mình thấy nó bé quá nên mình cũng không có quay. Quay được 4 ổ các bạn. Bộ khổng lồ. Đấy, đây là thành quả chung 92 săn bắt nha. Giờ này thì nó cũng chiều rồi, mình cũng xin tạm dừng video bắt ong đây. Mình cũng cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi video của chung 92 nha. Thôi mình cũng xin chào tạm biệt các bạn, hẹn các bạn vào video tiếp theo.